anh em chú ý nhé, đây là những chú chim non của trại chim Vũ Văn Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Những con chim như này thì nó được khoảng 18-20 ngày tuổi rồi, nó đang có xu thế tách mẹ rồi, nhưng mà đây là mình để chỗ gần người nên nó cũng rất là thuần, mình để cho mẹ nó nuôi thử một vài cặp để mình gây dựng lên thế hệ bố mẹ kế cận. Đó. Các bạn có thể thấy là chim non, chim bố mẹ kia. Đấy. con bố cơm vừng đó, con bố ở ngoài đấy, con bố cơm vừng đẹp chưa đó, chim chuẩn chưa các bạn, đấy con bố cơm đẹp chưa đấy, giọng thổ luôn nhá, thổ đồng xịn luôn đấy, 100% luôn đấy. Đấy. Ở đây thì mình trồng một khóm riêng ở trong, thực ra là lúc làm thì cũng chả muốn đánh ra, để cho nó tạo bóng mát, tạo cho nó có những không gian tự nhiên cây. Còn đây hai chú này từ lúc nở ra lúc nào chúng gần người, mà chỗ này là cái chỗ gần người nên chúng cũng không nhát đâu, mở mắt ra chúng đã nhìn thấy con người rồi, không khuất tí nào cả. Cái này ở lối này thì là người qua người lại liên tục mà. Đó. Đó. Đó, đẹp chưa? Một đôi chim non đẹp quá. Bữa này là tầm khoảng 5 ngày nữa là chúng sẽ tự ăn, và tách mẹ ra là chúng mẹ chú mẹ lại đi đẻ. Anh em nào có điều kiện thì nên vườn thì mình có thể bắt những cái đôi như thế này trực tiếp từ bố mẹ bắt ra để cho các bạn tin được và các bạn thấy nó đáng yêu như thế nào. Đó. Rất là đẹp, bóng trơn, khỏe mạnh đúng không ạ? Con này còn trống nha. Đấy, bố mẹ kìa, bố mẹ đấy, chụp cả bố lẫn mẹ lẫn con. Đấy. Ở cái nền chuồng này các bạn nên để một cái máng ở dưới đáy này này. Máng này là nó sẽ hứng nước mưa và nó sẽ là cái máng để cho chim nó tắm. Còn cái máng uống là các bạn để treo đây nè, hoặc là cái máng này này. Chuồng chim nào mình có khoảng 3 máng uống, máng nọ hết nước thì còn máng kia. Chim thì không bao giờ được hết nước nhá. Đấy. Đấy, anh em chú ý con. Đấy. Đấy, chụp ảnh con trống này. Chim sinh sản nhá, chim sinh sản của Thao, số điện thoại là 0163 5305982 hoặc là 0989177982.
chụp cái bức này cho nó đẹp. Hôm nay là ngày 22 tháng 8, chiều chiều ra cho chim ăn rỗi rỗi, làm clip này. Đó. Đấy, có chim non này. Rất là đẹp đúng không? Bậu trên một cái bậu này là bằng nhựa. Mình tận dụng cái ống 21. Thứ nhất là nó không lạnh chân. Cái thứ hai là nó không gãy, không hỏng, không gì, không biết gì. Chỉ có anh Thao thì có những khoảnh khắc về những con chim cu gáy này. Đó là sở thích cũng như là cái đam mê các bác nha. Ok. Các bạn thấy không? Cái chuồng chim nào của mình nó cũng có một chút gọi là tự nhiên như thế này. Đó. Thực tế là nó cũng chỉ thế này thôi, nó tạo cái độ ẩm, độ mát cho con chim. Hôm nay mình sẽ mở ngoặc cho các bạn một bí quyết. Đó là cái phòng và chữa bệnh cho chim. Thì nói nhanh, nếu như chim mà các bạn nuôi thì nó chỉ có mấy cái bệnh cơ bản. Bệnh thứ nhất là bệnh đau mắt. Đó. Bệnh thứ hai là bệnh đi ỉa, mà cụ thể là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột. Bệnh gì thì bệnh các bạn, nếu như các bạn nuôi mà hạ thổ mà rồng nó rộng rộng một chút thì gần như cái xác suất bị bệnh mà các bạn có nắng có mưa có gió mà con chim nó thoải mái rộng rãi thì gần như là không không phải nghĩ gì về việc bệnh cả. Đấy. Các
các bạn nuôi các bạn không hạ thổ, không cho ăn sỏi, ăn khoáng. Nếu như các bạn không nuôi hạ thổ thì các bạn phải đặt một số yếu tố sau. Thứ nhất là các bạn nên trong cái thành phần nó phải có sỏi cát và muối. Con chim bồ câu và con chim cu gáy nó cùng họ với nhau. Từ cổ chí kim thì con chim bồ câu nó cứ rúc ráy vào bếp nó ăn những cái túi muối ở cái chạm giàn. Thực tế là nó siêu chất chất iốt, được cái độ nồng độ ở cái chất khoáng chất trong muối rất là quan trọng. Đấy, con chim nếu như các bạn có một cái cống để tí muối hoặc là có một cái túi bóng nhỏ muối để lấp dưới nước đấy, nó tự nhặt nhạnh gì à. Đấy là một bí quyết thứ nhất. Và bí quyết thứ hai là các bạn là nên chim là bao giờ nó cũng phải có nắng nhá. Nếu như thiếu nắng là sẽ thiếu cái vitamin D. Thì nếu mà các bạn nuôi mà không có nắng thì các bạn nên mua cái viên ở ngành thú y ấy, gọi là cái viên bổ sung vitamin D đó, hòa vào nước cho chim uống đấy. Nhưng thực ra là ăn núa là cũng thành phần cũng đã là tương đối đủ rồi. Nếu mà ăn cám thì nó sẽ mọc lông nhanh hơn. Thì các bạn thân mến, thì nếu như các bạn gặp phải trường hợp chim mà mình nuôi trên lồng hẹp, chim khách chơi á, nhà các bạn nên trồng một vài cái ớt ớt gió hoặc ớt sừng bò, nghĩa là nó màu đỏ. Lâu lâu rồi các bạn bắt ra, các bạn cứ một tuần mà các bạn bắt ra khoảng hai lần hai lần tùy. Các bạn cắt một cái lát ớt nó vừa miếng để cho nhét vào miệng con chim. Thưa các bạn, là cái ớt đấy nó vitamin A, nó là kháng sinh thực vật. Nếu các bạn nhét đấy thì gần như đường ruột này, bệnh đau mắt này, mọi vấn đề là con chim thì cảm giác nó không bị bệnh. Đấy là một cái bí quyết tiếp theo các bạn nhá. Các bạn nhớ à, nếu không thì các bạn trong cái lồng cái chim các bạn nên kiếm một ít cái đất mối, cái đất mối, đất ở tổ mối đấy. Ngày xưa mình hay dùng cái đất ở tổ mối thì mình đắp để nấu bếp thổi đấy, hoặc là một ít đá ong non các bạn để vào một cái khay hay một cái cống cho vào cho con chim nó ăn, nó kích thích tiêu hóa, nó bổ sung khoáng chất. Thì kính thưa các bạn, thì ở đây thì mình làm cái kênh chim cu gáy hay này á, thì cũng chẳng phải có cái ý gì khoe khoang mà cũng chẳng phải là có cái gì bí quyết cả. Thực tế là nó cũng là từ cái niềm đam mê. Thì mình nuôi nhiều thì mình cũng chia sẻ bớt cho anh em cái giống tốt, cái giọng hay. Nên một số người cũng nghĩ là mình thiên về kinh tế buôn bán, hoặc là một số những người có thể nghĩ lệch lạc đi thì cũng không sao, nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ, rất người các ông các bác tầm 70-80 rất là quý trọng mình đó, là mình luôn luôn là rất là tôn trọng các bác. Thế thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ một chút cái kinh nghiệm nho nhỏ và cái đi vào thực tế của cái trại chim của mình, thì mình đã đúc rút ra như vậy. Nếu như các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ gọi điện thẳng cho mình hoặc chuyển khoản trước cho bên mình, thì mình sẽ hứa sẽ đảm bảo là đúng chất lượng, đúng uy tín. Bên mình thì thế mạnh là cái con chim non như thế này đó, là các bạn về các bạn nuôi khách cũng được mà lên làm giống cũng được đó, con chim non như thế này. Đấy, như thế này thì có thể là nó cũng đã là bập bẹ tự ăn được rồi. Đó, nó bập bẹ tự ăn được rồi. Nếu như mà bắt ra độc lập là nó bắt buộc nó phải ăn thôi. Nhưng mình muốn là để một vài đôi này để cho mẹ nó, một là nó gần người nó dạn, để cho mẹ nó nuôi trưởng thành nha. Thì mình bắt ra thì con chim nó có nó có cái sự khỏe mạnh nguyên bản, thì mình làm cái thế hệ bố mẹ tiếp theo. Vì cái số lượng chim bố mẹ mình cũng nhượng lại cho các bác rất là nhiều. Thưa mấy các bác là các bác ghép mãi không được, mình xót ruột quá thì mình bảo thôi mấy cái con chim của bác cầm lên đây để tôi đổi cho cháu, đổi cho một một đôi về để mà làm giống. Thế các bạn mà muốn mang một con trống của các bác lên, một con mái của các bác lên là tôi đổi. Mà các bác cũng chỉ cắt thêm khoảng hơn triệu là các bác có được một đôi chim về sinh sản luôn. Đấy, nếu các bác mua thẳng thì nó cũng chỉ 2 đến 3 triệu tùy chất lượng tùy đôi. Đấy, chim non thì chim giọng hay thì mình đang bán là 600 một đôi.
Mình chả có cái gì này, có nhiều người thì bảo rẻ, có nhiều người thì bảo đắt, nhưng thực ra mình không thể tính theo đầu con chim được. Nếu để một con chim mà các bạn nhìn nhận, thứ nhất là cái độ thuần, cái độ già, độ mọi vấn đề, lông ngắn lông dài, thay lông màu nọ màu kia thì nó luôn luôn thay đổi được. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi được, đó là âm giọng, cái giống, cái gen của nó. Khi các bạn mua từ con chim bóc trứng đỏ hòn, các bạn bón được mà được con chim nó có giống có gen tốt thì ok, không vấn đề gì, quá tuyệt vời. Nhưng các bạn mua con chim to đùng vật vã, nó về thì sẵn đổ thóc cho ăn, nhưng mà dính con chim giọng nó không hay, cườm nó không đẹp, mã miếc bộ biếc không ra gì, thì nó ít tiền nó cũng không, thực sự là cũng không xứng đáng. Nên ra là mỗi người mỗi một quan điểm, nhưng cái quan điểm của mình thiên về âm, về giọng và về bộ, làm sao nó tối thiểu nó cũng phải như con này đó, như em chim đực này, em chim đực bay bay này. Đấy. Các bạn nhìn này, con chim này nó hay ở chỗ nào? Đó, đôi chim bố mẹ đấy. Thực tế là cái cườm của nó là cườm, con này nó gọi là cườm vừng, cườm vừng đấy, con ở bên trong đó, con chim đấy, các bạn nhìn thấy chưa, cườm nó rất dày và nó đen ánh lên như thế này, mã ngỗng phấn hồng, ngực hồng, chân đỏ. Đây là chim ta nguyên bản, chim Bắc Bộ, không nai Tuyên Quang Phú Thọ hay nai gì cả. Chim này là chim Ba Vì. Thế kính thưa các bác, là con chim này thì kích thước thì nó cũng không có gì là lớn quá mà cũng không có gì nhỏ, thậm chí nó hơi lớn một chút đó, các bạn nhìn thấy chưa, cái cườm của nó rất là đẹp, nó ánh, nó dày, và con chim nhìn nó rất là nhanh nhẹn khôn. Nuôi chim nó phải đẹp như tranh vẽ đó, mặc dù là mình dí sát điện thoại vào là nó hơi nhào nhào thì thôi, nhưng mà nhìn chung như thế là nó, cái mặt tiền của nó chỉ như thế này thôi mà nó vẫn sinh sản, sinh đẻ bình thường đó. Đây, sinh đẻ bình thường đó, con của nó lại nên ổn đấy, đấy, đấy. Thế thì các bác cũng yên tâm là bên mình luôn luôn là bảo vệ uy tín và giữ trọn niềm tin đấy. Thì những cái con chim mồi thì bên mình là thường là có một đội anh em, cái mấy chú em thì mình cứ đào tạo ra một thế hệ chim mồi là cho các anh em đi đánh test, đánh thử. Cái chim mồi thì nó cũng chỉ dao động từ 2 triệu đổ lên thôi, nó cũng không có gì ghê gớm cả. Đấy, hoặc là những con chim khách thì nó cũng dao động từ 1 triệu đổ lên. Các bạn nếu như túi tiền các bạn có tầm 1 triệu, 1 triệu rưỡi là các bạn cũng có thể có được những con chim khách rồi. Đấy, ví dụ như con chim này. Đây là con chim, nó cũng là con chim khách này. Con này cũng chỉ giá 1 triệu, 1,5 triệu. Đó. Hoặc là những con chim như thế này cũng là con chim khách rồi. Đấy, đó. Đó. Thế thì còn những cái đôi chim non thì đây các bạn thích thì đây, mình đang đào tạo con chim này từ bé. Đó. Chim nó bé thuần, không vấn đề gì cả. Lên cầu. Đó. Lên cầu. Các bạn thấy đôi chim này thì nó là con chim bạn thấy đây, mình sẽ chụp ảnh con chim này thì nó là con chim mình có một công thức mà có lẽ là cũng chưa thể là tuyên bố công khai được, nên các bác cũng hết sức thông cảm. Công thức này là như gì? Con chim này thì thực ra là nó sau này là con chim này nó là con chim, cái đầu của nó là mỗi cái đầu của nó mơ thôi, còn con chim này là con chim này nó là con chim hồng. Đó. Thì cái công thức này là mình cũng trải nghiệm được lâu rồi, nhưng mà những con này là giọng giọng thổ nhá, thổ chuẩn luôn. Ngoài cái giọng ra thì nó có cái độ thuần, bởi vì mình bón nó từ lúc đỏ hỏn đến bây giờ như này, các bạn thấy không, nó nghĩ mình là mẹ, nó cứ nhào như thế này thôi. Đó. Nó cứ nhào, nó cứ rúc như thế này thôi. Đó. Và các bạn nếu như không nhầm thì quanh nhà mình là có cả chim thả nhá. Đó. Những con chim như này là mình thả nó đẻ tự do luôn này. Đây. Con chim như này là mình thả. Ở quanh cái dãy sấu này là luôn luôn có những cái khu vực để có chim nó về, hoặc là chim nhà mình đây. Nó ở quanh quanh đây. Đấy. Thậm chí là xin thưa trẻ các bạn là có những con chim nó nhìn nó chỉ hơi chậm chậm, mình cũng chả biết là nó cụ thể là cái bệnh gì cả.
nhưng mình thả nó ra một thời gian là tự nó khỏe, nó tìm cặp với nhau, nó sinh sản. Nên mình đến lúc nó có con thì mình cứ bắt thôi. Đó. Đây, đây là con chim này, là con chim mình thả. Thả từ lúc nó mới biết ăn đến bây giờ, nó cứ về đấy thôi. Lúc nào tối mà mình muốn bắt thì mình bắt. Đó. Bắt thì thường là lúc tối, nó quáng thì mình có thể là mình lấy cái vợt mình úp hoặc là mình thò tay mình bắt được. Đây là con chim này, là con chim thả. Các bác thấy không? Rõ ràng là con chim này là con chim trần, chim thả. Đó. Đấy, thì các bạn nhìn thấy đây là những cái dãy sấu. Thiên Phú, Thiên Phú đã cho anh Thao một cái rừng cây. Rừng cây mà nói đến chim mà không cây thì nó là rất là khó, đúng không? Tại vì chim nó phải có cây, có đất. Đúng không? Các bạn thấy không? Con chim này nó rất là toàn. Thì khi mà xem những clip này á, thì các bác các anh chị em mà có những cái chủ đề gì, những câu hỏi gì, các anh em có thể là comment cho mình hoặc là nhắn tin yêu cầu mình. Mình sẽ tiếp tục thực hiện những cái video để giải thích cho nhiều người biết biết hơn. À, đấy, ví dụ như cặp này thì cũng thế thôi. Cặp này thì nó chim thì nó cũng như thế này. Đó, phần lớn là chim nó như thế này. Đó, con chim trên này là cườm rất là đẹp. Đó. Đấy, đôi này rất là, đôi này dần thì giọng quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn, con trong tường giọng quá đỉnh luôn. Chim này của mình nó không phải là chim khách, không bảo được, nó hứng lúc nào thì nó gáy thôi, mà nó gáy chỉ có mình biết, các bạn không thể biết được. Để có được một con chim khách mà huấn luyện thì có khi rất là lâu, nhưng mà bán thì đã bán vèo cái 1-2 ngày là hết. Các bạn muốn có con chim khách mà bảo lúc nào gáy lúc đấy thì thực ra rất hiếm. Mà mình chỉ có ra những cái con chim mà nó có gen, có dòng rất là tốt, âm giọng tốt, là mình đã nuôi lúc nó cất tiếng gáy một thời gian rồi, khoảng 8 tháng. Thì mình sẽ để lại cho các bác. Các bác về nhà các bác nó có một lồng, một chủ, một chim. Thì nó chỉ trong vòng khoảng 1 tháng là nó có thể là lên chim khách được, nó bảo được hoặc là nó theo phong cách của các bác. Thì còn lượng chim của mình là nhiều, trong nhà rất là nhiều, nhiều như nào thì các bạn cũng đến thăm là các bạn biết được, nó rất là nhiều, đó, thực tế là rất là nhiều. Lúa tính hàng vài tạ một, ăn chẳng mấy mà hết. Đó. Đó. Đấy. Thế là nó bay đi rồi lúc nào đấy nó lại bay về, như vậy thôi. Mình cứ cho nó sự tự do xem nó có quên mình hay không. À. Thực ra là mình yêu nó yêu mình thôi. Còn thực ra nếu mà nuôi một con chim mà không phải nuôi từ nhỏ mà để cho nó ra rồi nó lại về thì quả rất là khó. Thế nhưng mà nuôi từ nhỏ thì nó cũng vẫn về thôi. Nó có một cái kỷ niệm, nó có một cái phong cách. Các bạn nuôi chim mà không muốn nó đi hẳn thì các bạn có thể pha cái nồng độ cái dung dịch muối amoniat 0.9 cái súc miệng của y tế. Các bạn pha vào cho nó uống cùng với nước uống hàng ngày. Thế thì nó sẽ đi và nó sẽ phải về thôi. Bởi vì nó quen cái nguồn nước đấy rồi. Đi là nó sẽ khó chịu, nó phải về. Đây là kinh nghiệm nha các bạn nhé. Thế còn bản thân mình nuôi những con chim nó gọi là chim 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 bổi, chim khách, mình nuôi lâu thì tự nó cũng ấy thôi, tự nó cũng quen và nó sẽ về thôi. Lúc nó bé thì mình đeo sẵn một cái dây như thế này để cho nó có cảm giác có dây ở chân, thì sau này mình sẽ nó lớn thì mình sẽ chơi nó theo phong cách là chim trần. Nếu được các bạn không nên cho vào lồng, để trần ra như thế này. Đó. Để trần ra như này thì nó mới có cái cảm giác với con người, nó mới trần trụi như thế này, nó không có cái gì che cả. Đấy, các bạn thấy không?
Và đặc biệt là các bạn cứ đưa tay vào đây, nó sẽ có cảm giác. Lần sau khi mà nó bay thạo, nó ra đi nhé, các bạn nó muốn bắt nó thì các bạn đừng có mà vồ, vồ nó sẽ nhảy. Mà các bạn đưa đưa tay cầm cái chúm tay như thế này này, là các bạn nửa nửa làm sao mà nó tay nó chỗ vào cái chỗ này, hoặc là nó mình cầm cái hạt thóc thì mình túm vào cái mỏ này này. Chim mà túm vào mỏ thì không bao giờ nó bay được cả. Chim túm vào mỏ là đứng im, nhưng các bạn túm vào cánh, túm vào chân, túm vào đuôi kiểu gì nó cũng dãy bằng được, tốt hết cả lông. Nhưng nếu mà các bạn mà túm vào mỏ thì nó sẽ đứng im, nó như kiểu là cái điểm huyệt của nó thôi. Đấy, anh em hết sức là chú ý, là mặc dù cái video này mình không nói rõ gì một chủ đề gì cả, nhưng mà cũng buồn buồn cũng vui vui phấn khích, nên thì mình cũng chia sẻ một vài cái thực tế của mình. Và khi các bạn bón thì các bạn bón con chim này, các bạn bón theo cái kiểu là đưa tay